Rồi, chào các bạn, thì hôm nay sẽ giới thiệu các bạn về một cái mẫu sản phẩm của Double Ride. Thì đây các bạn nhìn thấy một cái mẫu vít điện tử loại nhỏ dành cho những anh em về thợ sửa máy điện tử như là laptop hay là máy chụp hình điện thoại hay là những cái loại máy văn phòng. Thì những cái vít nhỏ này rất là phù hợp. Các bạn nhìn thấy cái mã hàng là DD65901. Cái mũi vít của cái cây vít hiện tại đang gắn vào là mũi BH1, và nó được thiết kế với cái chiều dài rất là phù hợp cho trong cái không gian cũng như là cái chiều sâu của những cái thiết bị điện tử mà chúng ta hiện tại đang sử dụng trong những cái thiết bị điện tử văn phòng như máy tính, máy laptop vân vân. Thì các bạn nhìn thấy xung quanh cái sản phẩm này được thiết kế hai màu đen và xanh là hai màu chủ đạo của sản phẩm, cũng như là cái cấu tạo kiểu dáng của sản phẩm rất là bắt mắt, rất là phù hợp cho người Việt chúng ta sử dụng. Thì các bạn nhìn thấy ở đây cái phần đuôi này là một cái chỗ để các bạn có thể để ngón tay cái chúng ta vào để vặn vít, hoặc các bạn có thể mở ra bên trong sẽ có những cái đầu vít có sẵn của bên trong của cái sản phẩm này. Ở đây thì các bạn nhìn thấy cái kiểu dáng của sản phẩm này rất là nhỏ gọn nha các bạn, cho nên là các bạn dễ dàng mang theo, bỏ trong túi hoặc là các bạn bỏ trong những túi dụng cụ thì nó rất là dễ dàng cất giữ, cũng như là cũng có thể là dễ dàng bị rơi rớt khi các bạn làm thất lạc ha. Thì ở đây các bạn nhìn thấy cái đầu này là cái đầu gạt ha, cái nút gạt này là gạt lên gạt xuống để các bạn có thể đảo chiều cái mũi vít. Ở đây mình gạt lên hoặc là gạt xuống cho các bạn xem. Ở đây cái phần mũi vít nè, khi các bạn vặn bình thường á thì nó sẽ là giống như một cây vít tự động bình thường, không có vấn đề hết. Nhưng khi các bạn dùng ngón tay mà giữ lại ở cái vị trí ngón tay cái và ngay trỏ mình nè, giữ lại vị trí ngay cái vòng này nè, thì khi các bạn vặn qua một chiều, ví dụ như bạn vặn qua chiều phải thì nó sẽ quay, và khi các bạn vặn ngược lại, bình thường những cái vít tự động á thì khi các bạn vặn ngược lại thì nó sẽ làm chế độ trả về, auto trả về, khi các bạn vặn tới thì nó mới vặn được. Còn đằng này khi các bạn nắm được cái, bạn lấy dùng cái tay cái, ngón tay cái và ngón tay trỏ bạn giữ lại ngay cái phanh tròn á, thì khi các bạn vặn, cho dù các bạn vặn bên trái hay bên phải thì nó cũng sẽ quay theo một hướng. Còn cái hướng quyết định cái hướng là xoay hướng nào á thì các bạn dùng cái nút gạt ha. Cho nên là cái vít này nó sẽ nhân đôi tốc độ là như vậy ha. Các bạn giữ ngay cái vòng tròn, ngón tay cái và ngón tay trỏ, các bạn nhìn mình nhờ giữ nè đó, thì khi mà giữ lại như này thì các bạn xoay trái hay xoay phải thì nó cũng quay theo một hướng, tức là khi bạn trả về nó vẫn quay theo cái hướng mà bạn đã định sẵn. Vậy thì cái hướng định sẵn của mình là mình tùy chỉnh thay bằng cái nút gạt nha các bạn. Còn khi các bạn xoay trái hay xoay phải thì nó cũng đều xoay hết, chính như vậy mà nó sẽ nhân đôi được tốc độ đó. Mà nhìn cái mũi vít hoặc là các bạn nhìn cái này có nhìn thấy nó sẽ xoay nhanh hơn này, mình trả về nó cũng quay mà mình dặn tới nó cũng quay đó, dặn tới trả về cũng quay mà quay tới cũng quay mà trả về cũng quay, đó là như vậy đó, các bạn nhìn thấy rõ ràng ha. Rồi ở đây thì cái nút này là cái nút mà chúng ta sẽ điều chỉnh cái hướng xoay đó, các bạn nhìn thấy cái hướng xoay không, mình sẽ gạt xuống ha, nó sẽ chỉnh được cái hướng xoay. Đó. Còn ở bên trong của cái cây vít này sẽ là những cái đầu vít. Và đối với cái sản phẩm này á, cái phần mà cái bên trong cái cây vít này á, nó hơi khó lấy ra nha các bạn. Còn cái đầu vít này các bạn gắn lấy ra thì rất là dễ. Nhưng mà cái phần đuôi của cái mũi vít, cái đuôi của cái cán cầm á, nó có cái phần cao su á, rất là khó lấy. Ngay cái mũi vít này thì dễ dàng rồi, không vấn đề đó. Nó có sẽ có một cái phần 500 hít. Đây cái này mới là khó ra lấy nè. Ở đây để mình lấy cho các bạn xem, thì nhìn thì có lẽ là dễ nhưng mà khi chúng ta gị nó ra thì nó hơi khó. Ở bên trong sẽ có những cái mũi vít nhỏ bên trong nữa các bạn. Đây để mình lấy cho các bạn xem. Hơi khó lấy các bạn. Đây lấy nó ra từ từ, nó có một cái vòng cái ngắn thì nên dính như vậy, nên các bạn lấy hơi cực một chút xíu. Đây bên trong sẽ có nhiều mũi vít này, các loại mũi vít của cây vít này. Ở đây mình thấy trên cái thân vít người ta có ghi cái quy cách luôn các bạn,
Ở đây mình thấy là BH1 nè, BH0 nè, rồi BH00, rồi BH000 nữa. Đó, đây là những loại phích ba ke, đầu ba ke. Rồi ở phía phần này là những cái đầu vít dẹp. Đầu vít dẹp ở đây mình thấy người ta ghi theo cái hệ in 5/46, 5/32 ha. Rồi 1/8 à, những cái đầu vít dẹp, cái đầu vít ba ke. Rồi sản phẩm thì cũng đơn giản như vậy. Vì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào tạm biệt.